Chipu tung MV nhiều cảnh nóng, sự đột phá hay khoe thân dung tục? MV 16 cộng của Chipu gợi cảm hay khiêu dâm? MV mới gắn mắc 16 cộng của Chipu bị đánh giá không khác gì buổi triển lãm nội y phản cảm của nữ chính. MV 16 cộng của Chipu đầy cảnh gợi dục, cư dân mạng bức xúc. Khán giả giận dữ với MV 16 cộng của Chipu, phản cảm gợi dục quá mức. Và đây là Hit Hà Drama. Không ngoài dự đoán, MV mới ra mắt của Chipu đã nhận được một rổ gạch đá, nói chung là tranh cãi từ cộng đồng mạng. Tất nhiên rồi, nhân vật lúc nào là cộng đồng mạng hết á. Và mỗi lần mà Chipu trở lại là một cái lần tranh cãi sứt đầu mẻ chán choảng nhau cho chẳng chẳng chẳng. Nhưng mà lần này người ta không cãi nhau vì giọng hát của Chipu nữa, nhàm rồi, tranh cãi mãi giọng hát nó cái gì đúng không? Lần này người ta tranh cãi nhau tại vì những cái hình ảnh đốt mắt trong MV. Cũng phải thôi, nếu như bạn lần đầu nghe mời anh vào team em thì chắc chắn là các bạn sẽ khó mà có thể rời mắt được khỏi những hình ảnh vô cùng sống động để có thể tĩnh tâm lắng nghe ca từ của bài hát. Nói chung thì lúc nào cũng có hai cái luồng ý kiến rất là rõ rệt và trái chiều. Bên đầu tiên là khen. Khen nào MV là một sự lột xác táo bạo của Chipu ấy, rồi nhạc hay, hình ảnh đẹp đậm chất điện ảnh. Còn bên còn lại là chê. Chê cái gì? Chê là thất vọng rồi, sau cái lần này thay đổi concept nó khác biệt quá, nó phản cảm quá. Rồi MV thì chứa đầy những cái hình ảnh gợi dục một cách khiêu khích và rẻ tiền. Và nhiều người cho rằng MV được gắn mắc 16 cộng thôi là chưa đủ, nên gắn mắc 18 cộng, thậm chí hơn thế nữa, 19 cộng, 20 cộng, 21 cộng, 22 cộng, 23 cộng, kiểu như thế. Sau đây là 30 giây tóm tắt nội dung. Lấy bối cảnh một trang trại đồng quê, Chipu hóa thân thành cô nông dân trong MV Mời Anh Vào Team Em. Trong một dịp bất ngờ, cô cứu Jinju Hyung, bạn trai tin đồn aka bạn trai cũ aka bây giờ làm bạn trong vai một tên cướp khi anh bị thương và ở lại trang trại. Trong thời gian chăm sóc, Chipu đã nảy sinh tình cảm với tên trộm và muốn quyến rũ hắn bằng mọi cách. Tuy nhiên, tên trộm này chỉ để tâm tới khối tài sản của Chipu và tìm cách đánh cắp nó. Trong lúc trộm đồ thì tên trộm đã bị Chipu bắt gặp và định sát hại cô nàng. Cái dông tự nhiên lại không xuống tay nữa, cái dông chị Chi múa cột cho anh ăn thịt heo xong rồi biến anh thành heo luôn. Và cũng bằng cách đó thì tiếp tục chị Chi đã sở hữu cho mình cả một đàn heo. Vừa rồi là nội dung của MV. Trong MV thì Chipu vào vai một cô gái muốn níu chân chàng trai điển trai bên mình bằng mọi giá, hết cởi áo để lộ thân thể bán nút. Chipu lại chạm ngực mình vào mặt bạn diễn và làm nhiều hành động mô phỏng các hoạt động gợi tình một cách lộ liễu. Ê, mà mọi người có biết đây là cái gì không? Nhìn mãi không ra. Nhìn cái hình ảnh này thì nhiều người hoang mang không biết là mình đang xem một cái MV hay là một đoạn phim cấp 3. Cấp 3 phim theo. Nói chung là tính đến cái thời điểm này, cái thời điểm mình đang hít cái drama này thì Mời Anh Vào Team Em đã đạt 2,2 triệu lượt xem, đứng thứ 6 trên top thịnh hành và nhận được một cái lượng dislike khá là khủng, 27.000 lượt dislike và 84.000 lượt like. Và sau đây là một vài phản ứng cũng như là những ý kiến của người xem trước những cảnh quay nóng bỏng của Chipu trong MV. Tiêu chí để nổi tiếng trong showbiz, không khoe được tài thì phải khoe thân ư? Thứ nhất, trông như Lolita. Thứ hai, chẳng thấy sexy mà chỉ thấy khiêu gợi. Để mình giải thích một chút thì cái phong cách Lolita hay định nghĩa Lolita nó xuất phát từ một cuốn sách tên là Lolita của một nhà văn khá nổi tiếng tên là Vladimir Nabokov. Cái phong cách Lolita này thì nó khác với cái phong cách Lolita của Nhật Bản thập niên 80, đề cao cái sự trẻ trung và dễ thương của trang phục, cái này khác nhá. Cuốn sách kể về một câu chuyện một vị giáo sư 35 tuổi đem lòng yêu và có ham muốn tình dục với cô con gái riêng của vợ. Cô con gái này là có 12 tuổi thôi mà ông thường gọi là Lolita. Lolita từ đó trở thành một cái danh từ chỉ những bé gái xinh đẹp hoặc là những người lớn thích mặc theo cái phong cách của những em bé và có những cái cử chỉ rất là sexy. Phong cách hay hình tượng Lolita vẫn gây ra nhiều tranh cãi và từng bị chỉ trích dữ dội trên thế giới bởi vì người ta cho rằng là cái phong cách như thế kiểu cổ suý cho ấu dâm ý. Và chúng ta tiếp tục quay trở lại với bình luận của khán giả. Coi xong MV thấy Chipu sexy một cách kém sang, làm sao mà so sánh được với sao quốc tế hả mấy bạn fan? Văn hóa mỗi nước mỗi khác, phương Đông với phương Tây nó khác nhau chứ. Người ta làm MV sexy vì đa phần dân số của họ theo ủng hộ phong cách ấy. Và quan trọng là người ta hay, ví dụ như là Wrecking Ball của Miley Cyrus hay là Good For You của Selena vậy. Mặc dù vậy thì truyền thông nước họ vẫn cứ nhiều người coi đó là phản cảm. Còn MV của Chipu không gọi là phản cảm, không phải hàng câu view thì gọi là gì? Nói chung là không có gì bênh được đâu. Một ý kiến phản bác trước ý kiến cho rằng Chipu chỉ đang học theo trend gợi cảm khiêu gợi của làng nhạc thế giới. Chipu ngày xưa từng đóng Nana công chúa trong 5S Online mà tôi hay xem, đâu rồi, cô ấy đâu rồi? Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm nó mong manh lắm Pu à. Lần này Pu sai rồi, Pu xin lỗi fan ơi. Tuy nhiên như mình nói rồi đấy, có chê thì chắc chắn là có khen. Thì cũng có rất nhiều cái ý kiến cho rằng đây là một cái bước đi hợp thời đại. Và Mời Anh Vào Team Em là một cái sản phẩm được Chipu đầu tư rất là nhiều tâm sức, rồi tình cảm, thời
gian tận 6 tháng để hoàn thành MV này cơ mà. Và quan trọng nhất là Chipu vẫn cực kỳ xinh đẹp. Còn bộ MV lại càng thấy sự chỉn chu và trưởng thành của Chipu. Nếu là người quen xem MV K-pop và US UK thì bạn sẽ thấy là cái MV này chẳng là gì so với bọn họ. Đừng xem vì sướng mắt rồi ra lại chửi. Hãy góp ý một cách có văn hóa. MV sexy nhưng không phản cảm như cư dân mạng nói. Nói chung mình vẫn thấy phù hợp. Mời anh và team em là một MV xuất sắc nhất của Chipu mà mình từng nghe. Giai điệu MV hay và gây nghiện, cảnh quay lại rất quyến rũ. MV đẹp, nhạc hay, chúc mình Chipu nhá, cố gắng sẽ thành công. Tự hỏi bây giờ mốt đang là MV sexy huyền bí à? Mà MV của Chipu lần này đẹp thật, giọng hát cũng có tiến bộ. Bên cạnh hai cái luồng ý kiến chủ đạo kể trên thì tất nhiên vẫn có những cái người vô cùng kiên trì đả kích giọng hát của Chipu, rồi bảo là lời của cái bài Mời anh và team em rồi nhá, nhí không hay dở vân vân. Tất nhiên là vẫn có những ý kiến như thế. Không biết là có ai để ý hay không, nhưng mà cái hình ảnh chú heo trong MV của Chipu bị rất nhiều người cho rằng là cô đang đá đều Hương Tràm. Sở dĩ cư dân mạng cho rằng đây là hình ảnh ẩn ý vì Hương Tràm vô tình sinh vào năm 1995, tức là tuổi heo. Hương Tràm thì từng có một phát ngôn đả kích Chipu khi cô đá chéo xâm vào lĩnh vực ca sĩ vào năm ngoái với nhiều từ ngữ nặng nề như là xúc phạm người ca sĩ, đem ca hát để kiếm trác. Đáp trả lại điều này, Chipu cho biết tôi có làm gì cũng không liên quan đến Hương Tràm và xin miễn bình luận. Trước đấy khi mà tung ra cái MV Đóa Hoa Hồng ấy, thì người ta cũng đã kiểu kéo nhau túng tụng vào, xong bảo là Chipu đã xoáy Hương Tràm rồi, tại vì có cái hình ảnh là con gà đứng trên đầu con heo. Mà tình cờ làm sao Chipu sinh năm gà mà Hương Tràm lại sinh năm heo. Đấy, thế nên người ta khẳng định đây là lời đáp trả của Chipu dành cho Hương Tràm. Các khúc Mời Anh và Team Em đã đánh dấu sự trở lại sau 6 tháng vắng mặt của Chipu trong làng nhạc K-pop. Và có thể nói là cái độ hot của Chipu ở cái thời gian này nó cũng đã giảm so với những cái thời gian đầu tiên mà cô nàng kiểu quyết tâm là đi bước trở thành một ca sĩ. Và không ít người cho rằng là cô nàng đang sử dụng cái chiến lược kiểu như là sử dụng những cái hình ảnh phản cảm để tạo lại cái độ hot cho mình, để tăng nhiệt cho cái sự trở lại lần này của mình. Dennis Đặng, giám đốc sáng tạo của MV Mời Anh và Team Em cho biết các sản phẩm do anh dàn dựng nói chung đều không sử dụng các chi tiết dung tục để câu kéo sự chú ý. Mỗi phân cảnh đều có dụng ý cụ thể, chỉ là chúng ta không biết nó là gì thôi. Ngay khi ra mắt thì teaser MV của Chipu đã vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Vì vậy, ekip quyết định là rà soát, chỉnh sửa cẩn thận tất cả các thước quay một lần nữa trước khi công bố MV. Wow, tuy nhiên khi mà MV ra mắt thì vẫn là bom dội vào làng K-pop. Kiểu như đời này có rất nhiều người kiểu theo đuổi cái hình ảnh sexy, rồi quyến rũ, rồi huyền bí. Đấy, các bạn thấy sao về MV lần này của Chipu? Hãy comment để lại ý kiến bên dưới cho mình biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.